Bà con và các bạn xem đài thân mến, đến nay, Hội Nông dân huyện Bến Cầu đang quản lý 114 tổ tiết kiệm vay vốn, có hơn 6.600 lượt hộ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, với mục đích tạo việc làm, phát triển sản xuất chăn nuôi. Cùng với nhiều hộ sản xuất nhỏ lẻ, ở huyện còn nhiều hộ sử dụng vốn vay vào mục đích chăn nuôi bò sinh sản, đạt hiệu quả, thu nhập ổn định, thực hiện hoàn trả vốn lãi đúng kỳ hạn. Hội Nông dân huyện Bến Cầu có kế hoạch tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, tạo điều kiện cho bà con tiếp cận thêm nguồn vốn trong thời gian tới. Trong chương trình hôm nay, mời bà con và các bạn theo dõi phóng sự Phát triển nuôi bò nhờ vốn vay ưu đãi. Thực hiện nghị định của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, nhiều năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Tây Ninh đã ký kết liên tịch với các đoàn thể, trong đó có Hội Nông dân, tạo điều kiện cho người nghèo, đối tượng chính sách tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi để tạo việc làm, phát triển chăn nuôi trồng trọt, cải thiện đời sống gia đình. Từ nguồn vốn này, trên toàn tỉnh đã có 100.000 lượt hộ hội viên nông dân vay sử dụng vốn đúng mục đích, thoát khỏi khó khăn, trong đó có hàng ngàn hộ vươn lên khá, có thu nhập ổn định. Theo điều khoản ký kết, hàng năm, Hội Nông dân các cấp xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác của hội, thông báo kết quả giám sát cho Ngân hàng Chính sách Xã hội cung cấp và đoàn thể cấp trên để theo dõi và phối hợp khi cần thiết. Ngân hàng Chính sách Xã hội phối hợp đào tạo, tập huấn cho cán bộ chuyên trách của Hội Nông dân về nghiệp vụ ủy thác, các chương trình tín dụng. Huyện Bến Cầu là một trong những địa phương còn nhiều hộ nghèo và đối tượng chính sách. Từ nhiều năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh huyện Bến Cầu đã phối hợp với các đoàn thể chính trị trên địa bàn huyện, tổ chức cho gần 10.000 lượt hộ vay. Đến nay có tổng dư nợ hơn 335 tỷ. Vừa qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội Bến Cầu tiếp tục đến xã Tiên Thuận tổ chức giải ngân 800 triệu cho bà con hội viên nông dân ở xã vay thực hiện chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn. Chỉ riêng ở xã Tiên Thuận, đến nay đã có hơn 2.000 lượt hộ nông dân được vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ hơn 8 tỷ đồng, bao gồm các chương trình cho vay ưu đãi, cho vay học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn, vay giải quyết việc làm, cho vay hộ mới thoát nghèo theo Nghị định 15, cho vay hộ nghèo về nhà ở, v.v. Tổng dịch Bến Cầu thì tổng dư nợ trên 335 tỷ, với số hộ khoảng 50.000 hộ. Riêng là xã Tiên Thuận là rồi là giải ngân là khoảng gần là 200 hộ, giải quyết là hơn 4 tỷ làm cho bà con khắc phục cái dịch bệnh dịch để tạo ngoài việc làm, phát triển kinh tế. Chủ yếu là chăn nuôi trâu bò. Đối tượng những trường hợp nào mà giải ngân thì ngân hàng trong vòng 30 ngày tiến hành kiểm tra và về làm ăn có hiệu quả hay không. Ngân hàng là quản lý sát sao, tạo lòng tin cho bà con tham gia tiết kiệm. Hầu hết cư dân ở 9 trên 9 xã trên toàn huyện Bến Cầu trước đây sống bằng nghề nông, chủ yếu canh tác cây lúa, chăn nuôi nhỏ lẻ. Một bộ phận khác chuyên làm thuê, cuộc sống còn khó khăn, thiếu vốn phát triển kinh tế gia đình. Các đối tượng này rất cần có được nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư sản xuất, tạo công ăn việc làm. Anh Nguyễn Trọng Yến ở ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, trước đây chuyên làm thuê, là thợ cưa đốn cây gỗ, thu nhập thấp lại không ổn định. Công việc nhọc nhằn quanh năm, dần dần cơ thể phát sinh bệnh tật, không thể tiếp tục nghề đốn gỗ. Được Hội Nông dân cấp cơ sở xem xét, giới thiệu đến Ngân hàng Chính sách Xã hội vay 20 triệu đồng, chuyển sang nuôi bò sinh sản. Hiện nay, đàn bò nhà anh có 7 con. Hàng năm anh bán được từ 2 đến 3 con bê, độ 5 đến 6 tháng tuổi. Từ đây, gia đình anh thu nhập ổn định hơn, công việc cắt cỏ cho bò cũng vừa sức lao động của riêng anh. Ở cùng địa phương, cả gia đình anh Lương Thành Tiên trước đây thu nhập chỉ nhờ 6 công ruộng. Năng suất lúa thấp, không đủ chi phí sinh hoạt cho gia đình. Năm 2015, được Hội Nông dân xét duyệt, tạo điều kiện cho anh vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bến Cầu để mua một con bò mẹ. Mỗi năm, bò mẹ đẻ và các lứa bò con cũng sinh sản theo. Anh có bê con bán hàng năm, thu nhập ổn định hơn lúc trước. Từ khởi đầu vay 50 triệu đồng, anh đã trả dần, nay chỉ còn thiếu nợ vay 28 triệu. Trước giờ nuôi bò làm nghề cây bị bệnh không làm được, quanh qua nuôi bò. Năm bán được 2-3 con, bò con lớn lên tùy theo sanh ra, bò con lớn lên khoảng 5-6 tháng thì bán. Năm bán được 3 con, có dai đợt rầu bên dai làm cây rồi nghỉ lấy qua nuôi bò với đợt rầu dai hồng nông dân 20 triệu mua. Sử dụng vốn đó để sanh đẻ ra cái mình trả dần lên ta bớt.
Lần đầu tiên tôi mua một con bò mẹ, rồi giờ về nó đẻ được là tổng cộng là được 5 con, mà tôi bán hết 3 con, và còn ba mẹ con là luôn bò mẹ là 6 con và còn ba mẹ con. Đó, tôi có được vốn ưu đãi là của ngân hàng chính sách là cho vay, là coi như hiện giờ tôi còn đang thiếu nợ ngân hàng chính sách là 28 triệu. À, đầu tiên anh vay nhiêu giờ còn là 50 triệu. Thì bây giờ nếu có cái nguồn chính sách được mà ưu đãi thì coi như tôi cũng cần cái số vốn để mà phát triển đàn bò. Hầu hết diện tích đất canh tác lúa ở Bến Cầu mỗi năm 1 đến 2 vụ cho năng suất thấp. Số đông mỗi gia đình chỉ có vài công ruộng, cuộc sống còn vất vả. Trong số đó cũng có hộ anh Phạm Văn Cây ở ấp Bầu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận. Trước đây gia đình anh chỉ có 4 đến 5 công ruộng, thu nhập rất bấp bênh. 4 năm trước, anh được hội nông dân xét cho vay 20 triệu đồng, nuôi bò sinh sản, vừa tiếp tục canh tác cây lúa. Từ những công ruộng này đã có thêm rơm, thêm cỏ làm thức ăn cho đàn bò. Anh không phải tốn chi phí mua thức ăn, mỗi năm đều có bê con để bán, thu nhập ổn định hơn trước kia. Nhà nước cho vay mua bò, rồi tôi cũng mua vay về mua bò, rồi sản xuất, rồi cũng bán lần, còn được 3 con. Có cắt về ruộng không à, từ ruộng nhà không à, không có nhà cắt, đang giao lại. Có 20 triệu à, phải cày rau á, mà giờ có nhiều vốn là làm luôn. Tuy còn nhiều gia đình hội viên cần vốn, nhưng theo điều lệ ký kết với Ngân hàng Chính sách Xã hội, hội nông dân phải có kế hoạch xét duyệt từng trường hợp để chọn hộ có đủ điều kiện nhất giải ngân trước theo chỉ tiêu từng năm. Sau khi giải ngân, cán bộ ngân hàng phải đến từng hộ vay xem có sử dụng vốn vay hiệu quả hay không. Song song đó, hội nông dân cũng cử cán bộ chuyên trách giám sát theo định kỳ để các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích và yêu cầu đối tượng vay thanh toán vốn lại đúng hạn. Các trường hợp thực hiện đúng quy định sẽ được ưu tiên xét duyệt vay thêm các đợt tiếp theo. Trong chương trình liên tịch với Ngân hàng Chính sách Xã hội, đến cuối tháng 9 năm 2022, Hội Nông dân huyện Bến Cầu đang quản lý 114 tổ tiết kiệm và vay vốn. Có hơn 6.600 lượt hộ vay với tổng số tiền hơn 165 tỷ đồng. Hầu hết các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích. Hàng năm thì họ cũng phối hợp với bên chỗ Ngân hàng Chính sách, cũng tạo điều kiện để cho hội viên nông dân có cái nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình. Các cái hộ vay thì đều sử dụng đúng mục đích. Thì cái này thì cũng đưa ra xét rồi từng hộ sử dụng đúng mục đích và hoàn trả cái quy định. Vay là thường là chăn nuôi rồi trồng trọt cũng có, trồng lúa rồi chăn nuôi bò, nuôi heo. Vay về dự án là giải quyết việc làm cũng có, nước sạch, vệ sinh môi trường. Này đã vay rồi thì người ta tiếp tục vay nữa thì mình cũng xem xét cái hộ đó nó có là vay đúng, trả đúng theo quy định không, rồi làm có tốt theo cái của ngân hàng chính sách mà cái quy định đưa ra thì mình sẽ tiếp tục xét, tạo điều kiện để cho hộ này vay tiếp tục. Theo đánh giá của Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh, thời gian qua, các cấp hội đã phối hợp chính quyền, đoàn thể để nguồn vốn vay đến đúng đối tượng thụ hưởng, đúng người có nhu cầu vay. Đa số đối tượng vay sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình. Riêng ở huyện Bến Cầu, đa số các hộ vay cũng thực hiện tốt việc trả vốn và lãi, thực hành tiết kiệm, từ đó giúp cho ngân hàng bảo toàn được nguồn vốn cho vay, chất lượng tín dụng duy trì ổn định. Song song đó, việc triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách là một trong những giải pháp góp phần ngăn chặn và hạn chế người dân tiếp cận tín dụng đen, đảm bảo an ninh trật tự xã hội tại địa phương. Nhờ vậy cũng giúp cho địa phương thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Bà con và các bạn xem đài thân mến, chương trình hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại bà con và các bạn ở những chương trình kỳ sau. Thân mến, chào tạm biệt.